mới chú ý tới bà anh. Thường là cái clip clip đầu là chú ý với chị rồi, là chỉ từ một cái mạng xã hội khác qua. Thì từ cái clip đó cái bắt đầu được một cái bạn nào đó bạn đăng lên. Thì lúc đó người ta mới tìm kiếm. Làm gì? Nó làm TikTok đầu tiên là dạ, nó làm gì? Làm của cô Việt Hương, chị Việt Hương. À, là gì ghẻ, mặt nó ác gì phải không? Dạ dạ. Sao mặt đâu đâu còn thoại là cô đó còn nhớ không? Nhớ không, đó. Không nhớ thoại nhưng mà bây giờ mơ nhớ em mở nhạc. Nhưng mà chú Lâm thấy một điều là con diễn thì cái cơ mặt rất là tốt, nhưng mà con nói chuyện con bị rụt rè đúng không? Đúng không? Con không có tự tin như cái lời thoại của mình đúng không? Đúng. Mình phải khắc phục nó, cái mặt của mình là đầy đủ rồi. Bây giờ cái thoại của mình phải tự tin lên nữa. Ha. À. Chỉ bị một điều là chị không có hoạt ngôn. Đúng là rồi. Giống như là chị khác hoàn toàn với trên những cái clip. Đúng rồi. Có đôi khi ví dụ như là ra ngoài đời á, thường thường người ta nhìn trên những cái clip đó người ta sẽ nói ô con bé này chắc lanh lắm. Lanh kèm theo chữ ranh luôn. Nhưng mà thật sự là khi mà mỗi người mình nhìn bé ở ngoài thì lại bỡ ngỡ hoàn toàn. Ủa con bé đó đây hả? Tại vì chị cũng không nói chuyện nhiều. Đúng rồi. Trên lớp chị cũng không nói chuyện nhiều. Chị chỉ ở nhà chơi với em, nhưng mà chơi với em cũng bị em ăn hiếp. Trời ơi. Ăn hiếp con hoài hả con? Rồi anh bé có năng khiếu vậy, có nào anh cho bé đi casting hoặc là cho bé học cái trường năng khiếu nào không anh? Thì thật sự là bây giờ là em cho bé đi học múa cổ trang, thì cái đó nó cũng có kết hợp với những cái diễn xuất ở trong đó. Còn cái về cái đi diễn thì em cũng đang đi tìm chỗ để cho bé học. Mình cảm nhận được là con mình nó có cái năng khiếu đó, mình muốn giữ được cái năng khiếu đó cho bé. Nhưng mà sau này bé lớn lên, bé muốn con muốn cái ngành khác học khác, thì cái vấn đề đó là của bé sau này, thì cái đó là quyền của nhưng bé. Nhưng mà từ cái lúc mà làm clip đến giờ là bao nhiêu clip, mà cái clip nào là coi như là nghe nói là được cả tiền nữa đúng không? Trời nhiều lắm nha. Vậy hả? Bao nhiêu cái nhà rồi? Hả? Bao nhiêu cái nhà? Thì không. Yeah. Hả? Được số nhiều lắm luôn. Kiếm được nhiều nhất là khi làm clip là clip nào? Clip bà, nào? Bà có thể chia sẻ không? Thật sự là làm những cái clip này thì người ta sẽ không chi trả tiền cho mình đâu. Chắc chắn, nhưng mà khi mà mình sẽ có những cái khoản khác về quảng cáo. Quảng cáo dạng như vậy thì đúng rồi. Dạ. À. Thì ví dụ như là một số nhãn hàng thì có muốn gửi những cái sản phẩm vào cho mình vậy thôi. Dạ. Rồi gia đình nội ngoại hai bên khi mà thấy những cái clip đó thì cô chú, ông bà nội, bà ngoại, dòng họ, dì sáu, dì ba, dì năm phản ứng như thế nào anh? Lúc đầu á thì phản ứng của hai bên là trời, hai ba con mày làm khùng làm điên trên mạng vậy. Thì cũng vậy thôi, bây giờ tới bây giờ cũng vậy. Tới bà nội thì vẫn cảm nhận thôi, hai ba con mày giống khùng quá. Thôi hai ba con mày giống khùng quá. Còn mọi người thì hiểu hơn, thì nghĩ là biết được hai ba con làm theo cái đó là vui. Mà em cũng mong rằng sau này em coi lại thì em cũng thấy đó là một cái kỷ niệm. Không mà vui mà, không rất là vui luôn. Rồi mà sao bây giờ khi nổi tiếng rồi là chung quanh rồi bạn bè rồi gia đình, có nhất là bạn bè, rồi khi mà chỉ đi ra ngoài rồi chỉ có cảm giác mình là người có cảm giác mình là người quan trọng rồi không, hay là bé nó chả có cảm nhận gì cả? Thật sự là không cảm giác, chỉ là không cảm giác, nhưng mà thật sự là rất nhiều người biết đến chị. Có thay đổi cái gì về cái sinh hoạt của nó không? Dạ không, bé thì được một cái là bé có một cái tính rất là vô tư. Bé không có cảm giác là bé kiêu kỳ là ta đây nổi tiếng thì không có đâu. Bé chỉ ra đường gặp ai thì ai cười bé thì bé chào lại, ai bắt tay thì bé bắt tay vậy thôi. Rồi con đi học mấy bạn có thấy con quay clip gì mấy bạn có lời hỏi con không? Dạ có. Mấy bạn hỏi gì sao nè? Thầy hỏi là đây có phải là bối bối hay không? Rồi con trả lời sao? Đúng. Rồi mấy bạn thích mấy clip của con nhiều không? Không có. Trời, lúc đó con hãnh diện không? Mình đang còn bình thường. Bình thường hả? Bình thường, con thấy bình thường. Nổi tiếng đến con bình thường. Có một số bạn đi về, ba ơi hôm nay con ký tên cho một số bạn. Trời, con biết ký gì mà ký. Khó, con ghi ba và bố, không biết trái tim nữa. Con rồi một tuần là ba với con quay bao nhiêu clip? Hay là hứng lên là quay thôi? Thì có mấy lần là một ngày là phải quay một clip. Một ngàn clip thôi. Quá trời quá đất. Ủa cái mặt đó kìa. Trời ơi. Thank you.
Trời ơi, bắt đầu đau quá con. Trời ơi. Gái, trời ơi, gái, trời ơi. Đấy, con, trời lại ơi, con. Trời ơi, lại chú Biểu quay. Trời ơi, thiệt ghê. Trời ơi, trời ơi, gặp bà nha, gặp bà trên mạng nhiều lắm luôn á, lần đầu tiên gặp ngoài đời đó. Ở đâu mà niềm tin dữ vậy con? Hả? Mệt không? Không. Rồi. Rồi bây giờ cô anh Thủy cảm xúc làm sao nè? Trời ơi, bất ngờ quá đi. Con ngồi đây chơi luôn đi, con ngồi đây đi. Trời ơi, giờ như hai mẹ con vậy đó. Trời ơi, nghĩ sao con gái mình nhép mình quá trời. Hung con gái đi trời. Thiệt luôn á. Nó đang bất ngờ, đang dòm nó nè. Trời, nó có chút xíu gì mà nó vậy, mình muốn nó cỡ mình đến tới nước nào. Chút xíu đâu, bả làm mưa làm gió trên mạng đâu phải đơn giản đâu mẹ. Mấy tuổi rồi con? Con mấy tuổi con gái? Dạ, con gần 8 tuổi. Gần 8 tuổi rồi hả? Rồi, ngày hôm nay con đi tới đến đây đi với ai vậy? Dạ, con đi với ba con. Ủa vậy hả? Ủa là có ba con hả? Thôi giờ ra, xin mời con về bên đó ngồi nha. Ủa rồi bây giờ ba con đâu rồi? Sao con không kêu ba con vô đi? Ba ơi vô. Ba ơi vô. Dạ, xin chào anh. Trời ơi, trời ơi, đúng là thiệt là bất ngờ. Y chang mặt, y chang. Thiệt luôn á, nhìn thiệt cái dục ngoài đường biết hai cha con liền. Dạ anh trai giới thiệu bản thân mình đi nào đi. Dạ, đầu tiên thì cho em xin gửi lời chào anh Cô Thanh Thủy và anh Lê Dương Bảo Lâm. Dạ. Và tất cả các anh chị trong ekip. Thì em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Minh Hải. Hiện tại em đang kinh doanh lĩnh vực thời trang. Năm nay em 36 tuổi. Đây là bánh bèo nhà em, con giới thiệu cho cô chú. Dạ, con chào các cô, các chú. Con tên là An Nhiên, ở nhà con tên là Bối Bối. Con gần 8 tuổi, con đang học lớp 2, con đang học trường Lương Định Của. Sở thích của con là gì nè? Con thích đi chơi, đi du lịch, con cũng thích quay với ba. Con cái đó là quay clip là con tự động, con tự nguyện, con quay hay ba bắt con quay con? Chuyện làm ăn riêng của người ta mà. Chắc là bác ơi, dùng nhiều khi thấy mặt bé con coi cọc cọc, hỏi hỏi thử. Tại vì ba cũng đam mê văn nghệ, dù ngay cả bạn thân em cũng vậy đi. Em đam mê con, em đâu thích đâu mà em bắt quay đó. Con là con có thích không? Dạ, có mấy lần như vậy, có mấy lần không như vậy. À, là có mấy lần thích, có mấy lần không thích mà cũng bắt quay. Thiệt luôn á, chán ghê. Anh, lúc mà mang bầu bé đó, rồi lùm mẹ bé có ngán đồ gì không anh? Lúc mà mang bầu bé thì thật sự là mẹ bé có ngán. Dạ. Nhưng mà khi mà ví dụ như là sinh bé ra rồi á, đây là một nguyên nhân làm cho vợ của em xấu đi. Sao tại vì sinh con gái xong là vợ em sổ hả? Coi như là mất tất cả. Trời ơi, gì? Tại vì là xô ra hết. Tại vì vợ em bị chữa ngực nữa. Ờ là nó trên này hả? Đúng rồi, là coi như là cái lúc đó là rất là nhiều sữa. Nhưng mà lại không cho bé bú được. Sao vậy? Tại vì bé không tự bú được. Cho nên bác sĩ bắt buộc phải cắt. Cắt sữa là không có cho là bé bú. Nhiều, tuy nhiều sữa nhưng bé lại không được bú ngày nào. Trời ơi, vậy là bú sữa bình không hả con? Dạ. Bú sữa bình mà cũng bự, cũng chà bá luôn chứ bộ. Có phải đơn giản, sinh khó khăn không anh? Dạ, thì do là bé lớn ký cho nên bác sĩ yêu cầu mổ. Là mổ. Là ngày xưa anh thích con trai hơn gái trước, lúc mà đẻ bé này nè. Thật sự là lúc đầu á thì mới sinh đầu tiên thì em cũng không có quan niệm con trai con gái đâu. Nhưng mà vào cái năm đó là năm con rồng nhâm thìn thì là
ồ ạt thi nhau sinh. Thì bạn em cũng có em bé, chị em cũng có em bé, nhưng mà tới lúc đó cái ai cũng sinh con trai hết. Tới khi siêu âm ra thì ra một cái bánh bèo, thì lúc đó thực sự là em cũng có hụt hẫng, em thở không được. Cái lúc đó là không biết tại sao mình lại như vậy nữa. Xong rồi cái tới khi sinh chị ra thì cái lúc mà nhìn thấy chị rồi cái tự nhiên cái mấy cái suy nghĩ nó tan biến. Tan biến đúng không? Con nào cũng là con đúng không? Dạ đúng. Kiếm đâu ra được nước cái rượu vậy hả con? Rồi bây giờ à, hai vợ chồng lúc đó kinh tế làm sao anh trai? Lúc đó thì do là hai đứa học cùng ngành cho nên là hai đứa em cùng mở một cái tiệm thiết kế thời trang và làm cho tới bây giờ. Dạ. Là mình tự thiết kế luôn. Dạ đúng rồi. Nuôi bà nhỏ là sao anh? Bà có quậy không? Rồi bà có khỏe mạnh không? Dạ, để coi. Lúc mà sinh chị ra thì chị rất dễ tất cả. Cho nên lúc đầu em với vợ em quyết định là trời đẻ con mà dễ như vậy thì mình phải đẻ ba đứa. Và quyết định là đặt tên là Bảo Bảo Bối Bối Kỳ Kỳ, là cái đợt đó là Tiểu Long Nhân. Tiểu Long Nhân. Oh. Em cứ theo quan niệm là bây giờ là không có con trai đầu thì bối bối đầu, rồi mình đứa sau là Bảo Bảo. Rồi đứa sau nó sẽ Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ rồi đứa đẻ em đứa nữa không đẻ bà tiếng két. Dạ. Đúng không? Thì đứa sau nó cục cục. Ờ cục cục mẹ ơi, con mà tên cục cục mẹ. Thì Kỳ Kỳ tới cục cục cái gì nữa. Kỳ Kỳ cục cục, gái tên cục cục kỳ lắm. Em nổi cục hết luôn á. Sau rồi cái khi mà đẻ chị ra thì chị ăn cũng giỏi, không làm phiền ai hết. Ví dụ buổi tối cũng không quấy. À, vợ chồng em ngủ mấy giờ thì chị cũng ngủ mấy giờ. Thức cũng thức, chứ. Ngủ cũng ngủ. Nếu như mà con quăng chỗ này là con ngủ chỗ đó nằm yên luôn. Có vậy hả? Là con giống ba hay giống mẹ? Giống mẹ hơn. Giống mẹ nhiều hơn hả? Có nào đưa mẹ lên TikTok không? Dạ có, mấy số sau gần đây có. À vậy hả? Rồi sao? Bao nhiêu lâu rồi anh thấy bà có năng khiếu vậy? Rồi thì cơ duyên nào đến với cộng đồng mạng? Thì vào năm chị 3 tuổi thì cái đợt đó nó có một cái app, có một cái đứa cháu ở trong nhà thì mới chơi. Thì lúc đó em nghĩ là em chơi thôi, em quay thôi. Cái chị mới kêu ba chơi con quay với. Nói thôi con biết gì mà con quay. Thì lúc đó là cái hài đó là cái hài của Việt Hương, dì ghẻ. Cái xong rồi hài mới thôi con quay thử coi. Ai ngờ đâu chị quay chỉ còn chuyện đạt hơn em nữa. Ủa cái cơ mặt bà ghê lắm, cái biểu cảm bà, cái nét mặt. Nhưng mà chị bị một cái như vậy nè, tất cả những cái clip chị quay được hết, nhưng mà chị không hiểu nó nói cái gì hết. Không hiểu nữa hả? Không hiểu hoàn, không, tới bây giờ cũng vậy, chị không hiểu được cái câu đó là nói cái gì. Nội dung không hiểu. Cái xong rồi em với cả nhà mới nói, ủa con không hiểu thì làm sao, con biết cái khúc đó vui, con diễn vui, khúc đó buồn, con diễn buồn. Mà đưa vô cái là chị dính. Cái khả năng bắt chước, bắt chước là cái sự là, tự tin với lại là chị cảm được cái đó. Ví dụ như chị quay một cái đoạn nhạc gì đó, chị có thể nhớ được cái một cái nhịp nhạc ở trong đó. Còn em thì là thua rồi, em không nhớ được. Bao nhiêu clip bảo người ta mới chú ý tới bà anh? Thường là cái clip clip đầu là chú ý với chị rồi, là chỉ từ một cái mạng xã hội khác qua. Thì từ cái clip đó cái bắt đầu được một cái bạn nào đó bạn đăng lên. Thì lúc đó người ta mới tìm kiếm. Làm gì? Tới làm TikTok đầu tiên là nó làm gì? Làm của cô Việt Hương, chị Việt Hương. À, là gì ghẻ, mặt có ác gì phải không? Dạ dạ. Mặt đâu con thoại là cô đó còn nhớ không? Nhớ con thoại đó. Không nhớ thoại nhưng mà bây giờ nhớ em mở nhạc. Nhưng mà chú Lâm thấy một điều là con diễn thì cái cơ mặt rất là tốt, nhưng mà con nói chuyện con bị rụt rè đúng không? Đúng không? Con không có tự tin như cái lời thoại của mình đúng không? Đúng. Mình phải khắc phục nó, cái mặt của mình là đầy đủ rồi. Bây giờ cái thoại của mình phải tự tin lên nữa. Ha. À. Chỉ bị một điều là chị không có hoạt ngôn. Đúng là rồi. Giống như là chị khác hoàn toàn với trên những cái clip. Đúng rồi. Có đôi khi ví dụ như là ra ngoài đời á, thường thường người ta nhìn trên những cái clip đó người ta sẽ nói ô con bé này chắc lanh lắm. Lanh kèm theo chữ ranh luôn. Nhưng mà thật sự là khi mà mỗi người mà nhìn bé ở ngoài thì lại bỡ ngỡ hoàn toàn. Ủa con bé đó đây hả? Tại vì chị cũng không nói chuyện nhiều. Đúng rồi. Trên lớp chị cũng không nói chuyện nhiều. Chị chỉ ở nhà chơi với em, nhưng mà chơi với em cũng bị em ăn hiếp. Trời ơi. Ăn hiếp con hoài hả con? Rồi anh bé có năng khiếu vậy, có nào anh cho bé đi casting hoặc là cho bé học cái trường năng khiếu nào không anh? Thì thật sự là bây giờ là em cho bé đi học múa cổ trang, thì cái đó nó cũng có kết hợp với những cái diễn xuất ở trong đó. Còn cái về cái đi diễn thì em cũng đang đi tìm chỗ để cho bé học. Mình cảm nhận được là con mình nó có cái năng khiếu đó, mình muốn giữ được cái năng khiếu đó cho bé. Nhưng mà sau này bé lớn lên, bé muốn con muốn cái ngành khác học khác, thì cái vấn đề đó là của bé sau này, thì cái đó là quyền của bé. Nhưng mà từ cái lúc mà làm clip đến giờ là bao nhiêu clip, mà cái clip nào là coi như là nghe nói là được cả tiền nữa đúng không? Trời nhiều lắm nha. Vậy hả? Bao nhiêu cái nhà rồi? Hả? Bao nhiêu cái nhà? Thiệt không? Dạ. Hả? Được số nhiều lắm luôn á. Kiếm được nhiều nhất là khi làm clip là clip nào? Clip nào? Ba có thể chia sẻ không?
Thật sự là làm những cái clip này thì người ta sẽ không chi trả tiền cho mình đâu. Chắc chắn, nhưng mà khi mà mình sẽ có những cái khoản khác về quảng cáo. Dạ, như vậy thì đúng rồi. Dạ. Thì ví dụ như là một số nhãn hàng thì có muốn gửi những cái sản phẩm vào cho mình vậy thôi. Rồi gia đình nội ngoại hai bên khi mà thấy những cái clip đó thì cô chú, ông bà nội, bà ngoại, dòng họ, dì sáu, dì ba, dì năm phản ứng như thế nào anh? Lúc đầu á thì phản ứng của hai bên là trời, hai ba con mày làm khùng làm điên trên mạng vậy. Thì cũng vậy thôi, bây giờ tới bây giờ cũng vậy. Tới bà nội thì vẫn cảm nhận thôi, hai ba con mày giống khùng quá. Còn mọi người thì hiểu hơn, thì nghĩ là biết được hai ba con làm theo cái đó là vui. Mà em cũng mong rằng sau này em coi lại thì em cũng thấy đó là một cái kỷ niệm. Không mà vui mà, không, rất là vui luôn. Rồi mà sao bây giờ khi nổi tiếng rồi là chung quanh rồi bạn bè rồi gia đình có, nhất là bạn bè, rồi khi mà chỉ đi ra ngoài rồi chỉ có cảm giác mình là người có cảm giác mình là người quan trọng rồi không, hay là bé nó chả có cảm nhận gì cả? Thật sự là không cảm giác, chỉ là không cảm giác, nhưng mà thật sự là rất nhiều người biết đến chị. Có thay đổi cái gì về cái sinh hoạt của nó không? Dạ không, bé thì được một cái là bé có một cái tính rất là vô tư. Bé không có cảm giác là bé kiêu kỳ là ta đây nổi tiếng thì không có đâu. Bé chỉ ra đường gặp ai thì ai cười bé thì bé chào lại, ai bắt tay thì bé bắt tay vậy thôi. Rồi con đi học mấy bạn có thấy con quay clip gì mấy bạn có lời hỏi con không? Dạ có. Mấy bạn hỏi gì sao nè? Thầy hỏi là đây có phải là bối bối hay không? Rồi con trả lời sao? Đúng. Rồi mấy bạn thích mấy clip của con nhiều không? Không có. Trời, lúc đó con hãnh diện không? Mình đang còn bình thường. Bình thường hả? Bình thường, con thấy bình thường. Nổi tiếng đến con bình thường. Có một số bạn đi về, ba ơi hôm nay con ký tên cho một số bạn. Trời, con biết ký gì mà ký. Khó, con ghi ba và bố, không biết trái tim nữa. Con rồi một tuần là ba với con quay bao nhiêu clip? Hay là hứng lên là quay thôi? Thì có mấy lần là một ngày là phải quay một clip. 1000 clip thôi. Quá trời quá đất rồi, 1000 clip luôn đó mẹ. Rồi dễ sợ không? Một mình ý tưởng là của ba con hết hả, hay là cái nào có của con không? Em quay một số clip thì tới cái khúc kết đó thì chị ở ba làm vậy nó vui. Trời. Là chị tự nghĩ ra là có ý tưởng luôn hả? Dạ. Tự quay tự dựng luôn. Camera là mẹ và một cô dì, edit là em trên điện thoại vậy thôi, không có đơn giản, đơn sơ mộc mạc. Nó dòng đơn sơ mạc vậy em dễ nổi tiếng. Quan trọng là nhân vật thôi. Khi mà cái cuộc sống mà đường ta biết đến nhiều thì có cái kỷ niệm nào mà anh nhớ nhất không? Hoặc là có những cái lời nào bình luận khiếm nhã, chắc chắn là có rồi. Dạ có. Cái ngày mà bé được mọi người biết đến á, thì có rất nhiều báo đến phỏng vấn. Và song song đó thì có một số trang thì họ lấy cái những clip của mình họ đăng lên trang của họ. Vô tình cái em vuốt lên em coi những cái bình luận ở dưới thì có một số kêu là tại sao lại lôi bé ra làm những trò cười đó dạng vậy. Thì thật sự lúc đầu em coi em rất là khó chịu và rất là bực mình, tại vì mình không có như vậy. Khi mà vui chơi thì mình tự đăng và cái đó là cái trang cá nhân của mình. Em chỉ nghĩ đơn giản là như vậy thôi. Có nhiều người kêu là em ép bé làm như vậy, tại vì ở nhà em có hai bé. Em nhìn bối á thì có khả năng diễn, nhưng mà bảo hoàn toàn không có. Thì tại vì khi mà một bé không có khả năng thì chưa bao giờ em ép bé kia làm cả. Có đôi khi có những cái vai mà cần một đứa mà đơ nhất, một bé mà đơ nhất là gì, là đưa con vô đảm nhiệm chứ còn không có thể diễn được. Em con là phá đó. Không hả con? Cái lúc đó em định là em sẽ không làm nữa. Nhưng mà đam mê. Đúng, là vì đam mê. Và kể từ đó tới giờ thì ai nói không, gì kể ai. Dạ đúng. Em không dám đọc những cái đó nữa. Vì ngoài cái bình luận trái đúng chiều rồi. Đó thì có những lời khen và có những kỷ niệm nào mà hai ba con đường ta biết tính nhiều? Dạ có, thì hai ba con đi ra ngoài đường có hai vợ chồng kia luôn chạy tới. Ô, ba và bố kìa, chạy tới để chụp hình. Ba chụp hình cho bố dưới đây đi. Là tách ba ra một bên để ba đứng chụp hình thôi. Là chủ yếu là chụp cho cái bố. Toàn bộ tất cả mọi lần đều như vậy hết. Vậy là ba là dàn bao thôi mà. Đúng là rồi. Nhân vật chính phải xin chụp với người ta chứ. Tại vì người ta đã khẳng định rồi, cái đối tượng mà quyến rũ nhất đó là trẻ con. Phải sao? Hết sức cẩn thận với các cô ấy. Rồi dù nhiều khi mình đi quay chương trình đồ có ảnh hưởng đến việc học nhiều không? Em cũng ít cho bé đi những cái show lắm. Nhưng mà bối nào mà con có thích đi diễn không? Thích không? Có. Có, em thích mà. Con có thích hát không? Trời, chú Lâm thấy con là con hát nhép không à, chưa thấy con hát. Hả? Anh đừng có bắt lại hát. Sao vậy? Có một lần
ba ơi, con mới đi học về, chỗ con tự nghĩ ra một cách hát của một cái bài hát hay lắm, ba nghe con hát đi. Và từ đó em nghe xong cái em nói thôi con bỏ về cái là không cho nó hát nữa hả? Sao vậy con? Con nghĩ ra một cái cách hát khác người ta hả? Dạ. Yeah. Còn từ một cái bài em thấy nó cũng quá nổi tiếng, quá dễ thương. Mà khi mà bé hát xong thì em cảm nghĩ là thôi tác giả nó sẽ buồn. Con không có năng khiếu. Đâu, con hát thử chú Lâm nghe coi. Con để chị hát đi. Ngồi đứng vậy luôn phải không? Ta có cốt biểu diễn mà. Hả? Sẽ hát bà đếm sao. Đếm sao là một ông sao sáng phải không? Dạ. Hay quá, rồi. Vô. Một ông sao sáng, hai ông sao sáng, ba ông sao sáng, sáng kia mùa ăn gà, bốn ông sáng sao, kỳ năm ông sao sáng, kỳ sáu ông sáng sao, trên trời cao. Trời ơi. Con ơi, sao trên trời mà sao mà sao con phát hiện ra một cái nét diễn mà nó không thể tưởng tượng. Một nét diễn rất là nó kỳ bí, nó kinh dị, nó hơn má rồi con à. Trời ơi, nói rằng quán hốt quán hò, tức là nó là coi như lên sân khấu muốn làm gì làm á, mà lên coi như là cái gì người ta không làm được là mình làm được hết á. Một cái bài hát của người ta dễ thương. Một ông sao sáng, hai ông sáng sao, một ông trời ơi, nó làm tôi hết rồi. Không, bé này có khả năng hài lắm luôn á. Con còn bài khác không? Không, có một bài đó xong rồi từ ngày đó ba khóa luôn, cho nên cái con được âm nhạc cho tập hả? Dạ, khóa luôn con đường nhạc nhỏ. Bài nó dễ thương mà. Mà có cái bài này con quay clip chưa? Dạ chưa. Quay đi con, bài này hit nữa nha. Hot nha con. Nha. Phải đâu, ba sai lầm rồi. Tại sao không cho nó hát? Thật ra nó hát đâu có bị trên đâu. Nhưng mà tại vì nó thái quá. Cái thái độ của nó đó. Nó thái quá trong cái đồ diễn xuất thôi, hiểu không? Em cảm thấy em sợ. Còn em hát mà đôi khi em cũng muốn sợ. Anh ở nhà rồi bé có cái tật xấu gì không? Rồi từ nhỏ rồi có sợ gì không anh? Dạ sợ có một sợ cung một cô thủy, cô đó là cô phù thủy, nhưng mà không dám nói cô phù thủy, tại vì cô nói ra cô phù thủy là cô phù thủy sẽ tới. Kêu cô phù đi. Dạ thôi. Tới bây giờ là chị vẫn cảm thấy là ví dụ như đi đâu mà có camera, mà ví dụ như mà mình làm chuyện xấu là cô thủy nó sẽ phát hiện ngay. Cô thủy đó sẽ biết và sẽ gọi điện thoại về cho ba liền. Và ba sẽ có cách giải quyết. rồi con có sợ cô Google không? Đó là cô đó đó. Ủa là cô đó là hả? Cô đó đó là cô đó, cô đó. Google đó hả? Là nói cho ba nhắn một chỗ nào. Cô trả lời liền cái chứ. À, cô trả lời liền đó. Mình chỉ cần nhắn hỏi cái là cô trả lời liền cái câu đó luôn. Ghê thiệt, cái cô đó lợi hại thiệt. Trẻ em nhiều bạn sợ lắm. Chỉ được một cái là chị lên trường chị không phá. Có một lần là chị cô giáo lớp 1 gọi về. Ba ơi, bối rất mơ màng. Cái mình hỏi, ủa tại sao là mơ màng? Là chỉ ví dụ như là cô ơi cho con xin đi vệ sinh. Thì cái lúc đi á, thì từ lớp đi xuống cái nhà vệ sinh thì một đường thôi. Nhưng mà đi về á, là chị sẽ đi qua lầu 1, lên lầu 2, vòng qua lầu 3. Chị đi vòng vòng, chị làm giám thị hết nguyên cái trường đó, chị mới vô lớp của chị. Trời ơi. Thế cô mới nó mới thấy lạ. Cô mới nói là ủa tại sao mà bé đi về lâu vậy. Cái hôm đó cô mới rình theo thì cô mới thấy chị đang đứng ở lan can, chị mơ mộng một cái gì đó. Là con mơ mộng vụ gì vậy con? Đang ý tưởng clip, quay clip trong đầu hay sao con? Đó đang mơ mộng nè. Nè. Rồi sẵn ngày hôm nay đông đủ hết, chú Lâm có một cái clip bí mật dành cho con. Và bây giờ hai ba con đã sẵn sàng coi cái clip ấy chưa? Sẵn sàng rồi đúng không? Rồi xin mời tất cả mọi người xem clip bí mật. Xin chào tất cả mọi người, mình là Ngọc Trâm, mình là vợ, mình mẹ. Ủa mẹ đẹp hai quá. Hai cái bạn đang ngồi ở dưới á. Bảo ơi, xin chào mọi người đi. Mấy chào mọi người, con là bà Ốc, con là em. Đẹp quá hả? Bố, thấy bà ơi. Hai cái bạn ở dưới đó dám trốn hai mẹ con mình lên TV. Hôm nay mẹ nghĩ ra rồi, mình quay cái clip này nè. Mình kể tội xấu hai bạn đó. Tất cả mọi người đều biết luôn. Hôm nay là gia đình mình á, con thấy chi mà thấy khe. Là phê. Khe mình là phê gì? Phê đẹp. Còn khe chứ đó. Phê xấu là chơi thích ăn. Đúng, chính xác. Hai bạn chứ đó cực kỳ tham ăn, đặc biệt là bạn ba. Bạn ba nè,
vừa tham ăn nè, ăn cơm xong nè, không có chịu phụ mẹ dọn dọn chén đĩa xuống nè, hương nè, giặt đồ xong nè, biết đó là công việc đó là công việc của vợ đi, nhưng mà lâu lâu chồng cũng phải phụ giúp thì vợ mới vui làm đúng không? Còn cái bạn muốn vui á thì sao? Tính xấu sao? Thèm ngủ tham chảy nước miếng. Trời ơi, chảy nước miếng nữa. Hai mẹ con mình đi hẹn hò. Mình đi hẹn hò thì mình đi đâu nè? Đi mua đồ, đi uống trà sữa. Trời ơi, còn đi shopping nữa. Shopping là tốn nhiều tiền lắm. Mẹ cũng hơi hơi buồn buồn á, đúng không? Kể tội hai bạn này á, kể tới sáng cũng không hết. Vừa xấu nè, vừa nhiều tội nè, vừa thấp ăn nè, vừa nói chung là xấu tính á. Thôi mình ngừng tại đây đi ha, kể tội vậy được rồi. Hai mẹ con mình chúc mọi người một buổi tối thật vui vẻ và hạnh phúc. Con chào mọi người đi. Bye bye. Bye bye. Dễ thương quá à con. Con thấy ba mẹ, ý đụng mẹ với em kể tội vậy là con thấy làm sao, cảm xúc con giờ làm sao? Con là... không biết luôn hả, bất ngờ luôn hả? Dạ. Đúng không con? Con không biết quay khi nào á. Vậy hả? Nãy em nói là ngủ chạy nước miếng đúng không? Ghê quá à. Trời ơi. Có ngủ chạy nước miếng không? Con ngủ, con ngủ ngủ với ai? Dạ, thường là con ngủ ở dưới đất với ba. Thường thường là con ngủ với dì con với em. Vậy hả? Rồi sáng cái nào con thấy một vũng nước không? Tại vì tối dù nhiều khi mình không biết đó, mình dậy cái mình thấy vũng nước. Là có nào con thấy không? Ba giấu cho con không được. Ơ cái này nè, bảo rồi, không sợ rồi. Cái là du khống thôi. Mai ngủ liền thì cũng chạy nước miếng. Trời ơi, ủa mà nhà lạ vậy, nhà chia hai phe vậy hả? Một phe đẹp, còn một phe thì xấu. Cái phe đó hôm nay chắc nói lộn, phe đẹp là bên nào? Bây giờ vậy hả? Không, cái gì với cái đó chị không, chị không đồng ý. Phe kia đẹp, phe kia đẹp. Phe kia đẹp hơn. Nhưng mà phe này có duyên. Phe này mình có duyên dáng đúng không? Duyên dáng. Mình không đẹp bằng nhưng mà mình duyên dáng. Rồi sao nãy mẹ kể tội rồi gì giờ ăn uống rồi không có rửa chén phụ là sao vậy? Cái đó cũng là em nghĩ là lời du khống thôi. Du khống lại là du khống. Dạ đúng. Tại vì bây giờ là phiến diện một bên thôi. Để bữa nào ví dụ số như... sau mời hai mẹ con kia lên để đối chứng đúng không? Dạ. Tại vì chắc lúc đó quay là không có ai cho nên muốn nói gì. Muốn nói thì nói. Nó nhăn nó cụi, nó khùng nó điên. Đúng không? Không, em không nói câu sau em nói nha. Dạ. Ôi tôi phụ ông mà ông nhá. Trời ơi, ông này ông sợ vợ ông ơi. Tôi phụ ông chết luôn mà ông phải không? Nó khủng điên. Không. Là sợ vợ mẹ ơi. Không. Em không có sợ vợ. Sao mặt sẽ lè vậy? Không có nói vậy. Make up đánh hơi quá. Đánh mặt hơi ta tái nha. Rồi. Lại đổ lỗi cho rồi make up rồi. Rồi, sẵn ngày hôm nay chương trình có tôi vô số tội thì bây giờ cảm giác hai cha con quá thân rồi. Nếu như có lời dặn dò dưới đứa con gái rượu của mình thì anh sẽ dặn dò hoặc là có lời nào muốn nói đúng không nè? Thì thật sự là mỗi tối thì Hải vẫn hay tâm sự với bé. Tuy nhìn vậy thôi nhưng bé rất còn ngờ nghệch lắm. Bé ví dụ như đôi khi những cái bé vẫn còn không hiểu. Ví dụ như là cô và anh có hỏi những cái câu giống như đơn giản nhưng mà về vùng miền đôi khi bé vẫn còn không tiếp thu hết. Bé cũng đang có một cái tình trạng là hơi lan man, mơ màng. Thực sự là có mơ màng, cái đó là có. Cho nên bây giờ ba mẹ rất mong á là bối phải cố gắng tập trung, và sau này cái sự tập trung nó sẽ giúp cho con thành công hơn trên những cái con đường mà con đã chọn. Rồi bố bối nghe ba nói, bố bối nghĩ sao nè? Con có phải vậy không? Rồi con có lời gì muốn nói với ba con không nè? Con sẽ hứa là con học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn như là ba mẹ và ba mẹ hạnh phúc bên nhau. Trời ơi, thiệt có đẻ đúng gái, thiệt đáng thiệt cái trời. Ôi ôi, nói rớt nước mắt luôn á, hạnh phúc bên nhau hả con? Rồi chú Lâm chúc con học giỏi nha, và cảm ơn ba Hải đã tham gia chương trình ngày hôm nay.